Nghệ sĩ tú Nông Văn Khang triển bài then Tỳ Phuông Lầu Đây Mạc cầm của Hoàng Thải Tông. Phong lâu na lại đây à lại đây à lại bầu sắc anh ta đại hết lá vần vần tâm tín phà ngắm khay thân tha vần mưa tây đê tôn khóp tông nà mọi chốn mì cân mong giao tay nùng kinh đoạn kết lòng lèn thân năng xuân khỉnh rung thời thông bằng béo phong bâu hi rầy ó chu mọi tí bên đông mày anh cải tấm thùng ăn ắc phân xuất khẩu phây bắn phây đông phân nâng đáy mà lòng thẻ dung rùm đám điện trôi rúng mọi lươn tặng có khé đỡ thuần cùng rúng hành lượn cắm then tính khỉnh hành lùa mới nhập mấy khem có thuồng bồ chè lầu kheo ón bươn xuân vằn thong buổi mía gần khỉnh yếp tẩy phá đâm hôm chúc cỏ khao ngồi quấy bằng lục thao phây hang chè kéo mà đề kháng hử khô khách xiên lý tử nửa quá dữ mày xa ta mỏi tì rũ xa thân cầu có lo và lòng phân hát bầu say say chọc thác mà tâm dắt đi khẩu bên ngần khảo xóa cùng mà bầu mì chắc cùng ngon tâm cha cùng mì thong nghe cay hứa canh lô chương chói ở đây bia chậm chối bia nổi bên xa liền cái bia hư nửa hư chen bia bố lùm công à lèn cảnh chương tì phong lô mạc thương đây lại thời thông bằng béo phong mãi mãi. Bích Thu triển bài then Tời Cần Mì Đảng Đinh Bê Tật Cầm. Lại nô lệ bó mình tận óc
thiên thiên công hòa tới gần rung là tha hôn bị xã hội mơ bằng thi thiên đương cần vui cần tình thương tay cấp niêm đà đáy độc lập tự do hạnh phúc nào bác hồ áo ư cần có tin hết chu nước rườn vẫn con bầu cảm tương cảm ước đầy hân thù đến nước nam hân tiến khởi trường bài then cần ké pi ân đảng cầm của Vi Thị Sinh. Thon lục lan đoàn kết
Tốt then trình bày hết lèo nghị quyết của Đảng, Hoàng Văn Trịch tật cầm. Tốt then trình bày quê nọng cầm của Triệu Đức Đoan. Bye.
tốt then trình bày Việt Bắc quê nọng xuân ái tật cầm. Bích Hồng trường bài then Lạng Sơn quê nọng Hoàng Trung Thu tật cầm. Thank you.
then triển bài Quê hương tội mỡ, tật cầm Bích Hồng. Thank you.